Chào các bạn, hôm nay mình dạy các bạn cách thiết kế trên phần mềm Illustrator. Thì đầu tiên khi mà chúng ta tạo một cái file mới hay là một cái tập tin mới. Đấy. Chúng ta tạo tập tin mới, chúng ta kích vào nút Create New. Các bạn khi tạo đây thì các bạn chọn cho mình phần chức năng là Print. Đấy. Sau đó thì các bạn có thể chọn một cái chúng ta chọn A4, tức là chúng ta chọn một cái kích thước là A4 để chúng ta làm report. Report là một cái bản báo cáo. Thế thì trong bản báo cáo chúng ta thường có một cái tờ bìa, chúng ta chọn vào đây. Đó. Trong tờ bìa này thì các bạn chú ý chúng ta bật bật view lên show good. Chúng ta bật show good. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là bên này có một thanh công cụ và bên này có một cái bảng các panel. Panel gồm có các thuộc tính, layer, thư viện, vân vân. Thế thì ở đây hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách là chúng ta làm cái tờ bìa. Làm với tờ bìa. Thế thì bìa của chúng ta thì có rất nhiều thứ để chúng ta có thể tạo cho nó một cách đẹp đẽ hơn. Đấy, chúng ta sẽ sáng tạo ra các tờ bìa để cho chúng ta có thể biết cách để tiếp cận. Biết cách tiếp cận. Rồi, thế đầu tiên thì mẫu tờ bìa là chúng ta làm một cái biểu tượng ở hình tròn. Chúng ta sẽ làm dần từng loại mẫu nhé. Mẫu thứ nhất là chúng ta làm một biểu tượng hình tròn. Đó. Trong hình tròn này thì các bạn chú ý cho tôi là chúng ta để một nửa bán nguyệt, tức là một nửa khuyết ở chỗ này. Sau đó các bạn giữ phím Shift và phím Alt trên bàn phím. Đó. Các bạn scale cho tôi nhỏ lại. Scale cho tôi nhỏ lại. Cho tôi nhỏ lại nha. Đấy. Rồi sau đó chúng ta lại keo một cái nữa nhỏ, chúng ta lại nhân đôi cái này lên một cái nữa bằng cách các bạn giữ phím Alt trên bàn phím, các bạn cho nó nhỏ lại một chút. Đấy. Alt ở miền Bắc hay gọi là phím An đấy. Ở đây các bạn nhân đôi cho tôi một lần nữa để nó lưu lại. Nó có thể là cắt cho chúng ta một cái hình ảnh ở phía dưới. Đấy. Cái này ta để ra ngoài để lát nữa ta dùng. Ok. Thế thì trong cái vùng này, trong cái vùng này chúng ta sẽ chọn màu sắc cho nó để nó hợp với cái phần. Chúng ta bật cái công cụ Color lên. Trên Color thì các bạn chú ý cho tôi nhé. Trên Color bây giờ chúng ta sẽ cho ba cái vòng tròn này lại. Chúng ta bật lên một cái bảng thuộc tính để chúng ta có thể sắp xếp là vào căn chỉnh giữa là Center và Middle. Đây là hai cái nút là Vertical Align Center và cái nút Horizontal. Đấy, để cho nó cân đối vào đây. Sau khi vào đây rồi thì chúng ta sẽ cắt. Ta sẽ dùng cái này và cái hình tròn đây. Mỗi hình tròn các bạn cho nó một cái màu sắc để chúng ta đánh dấu. Chúng ta đánh dấu trước nhé. Rồi, cái này và cái phần phía dưới, phần cái chúng ta chọn hai vòng tròn nhỏ bên ngoài. Đấy, hai vòng tròn nhỏ bên này, ngoài. Chúng ta chọn Pathfinder ở đây. Đấy, chọn Pathfinder. Chúng ta sẽ làm tập làm là chúng ta chọn Pathfinder. Đấy. Để chúng ta tạo ra một cái hình bán nguyệt. Đây. Bạn chú ý nhá, hình này và hình này. Đấy. Chúng ta có thể chọn Extrude để chúng ta tạo được một cái hình tròn.
Hình tròn này thì các bạn nhìn thấy là nó có màu, chúng ta ẩn đi nhìn nó đẹp hơn. Đấy, chúng ta có thể là chọn ẩn đi. Thì cái màu, cái hình tròn này chúng ta bôi với một chức năng là gây liền. Ở trong gây liền thì các bạn chọn cho tôi bật cái nút gây liền đây. Đấy, nhá. Tiếp theo là chúng ta trở về bảng gây liền. Đấy, bảng gây liền của chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ chọn cái nút gây liền ra lúc nãy vừa xong. Đấy, chúng ta bật mở nó rộng ra. Cái nút này là mở rộng ra nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó một cái màu xanh. Màu xanh ví dụ các bạn mở ra rồi thì cái phần màu đầu tiên tôi cho một cái màu xanh, màu xanh nào đó. Chúng ta bật bảng color ra. Đó. Thì chúng ta sẽ bật một bảng của chúng ta là bảng bảng layer. Chúng ta cho color guide thì nó hiện ra color guide. Hoặc là chúng ta có thể chuyển cái, chúng ta có thể chuyển cái vùng làm việc của chúng ta sang một chế độ khác. Đấy, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta tìm cho tôi cái chức năng là Essential Class hoặc là Layout hoặc là Layout hoặc là Print và In thử. Thì trong này có nhiều cái chức năng. Đấy, chúng ta bật sang chế độ này. Bật sang chế độ này thì các bạn nhìn thấy là nó dễ hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy bảng color đây. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi chức năng ta kéo cái màu sắc của chúng ta. Đấy, chúng ta kéo cái màu sắc chúng ta về đây. Đấy, chúng ta bật lên nhá. Rồi bật lên này. Rồi sau đó chúng ta đưa lên trên này. Đấy, ta có thể là kéo hẳn nó ra ngoài. Chúng ta chọn chọn nút này. Chọn nút này thì sang cái màu xanh thì các bạn bật cho tôi để điều chỉnh. Đấy, điều chỉnh thế này. Cái này thì các bạn tóm cho tôi cái màu xanh này sang bên gây liền kia. Đó, thế cái nút này chúng ta để nó sang bên cạnh đi. Đó, còn gây liền thì chúng ta cho nó sang một cái, ta đẩy nó sang một cái phần mới cho nó phải dính vào. Đấy, hoặc là chúng ta vào Windows chúng ta chọn gây liền. À, chọn thẳng sang bên này để nó phải lẫn vào trong cái hộp này. Sau đó thì các bạn chọn cái này cho tôi, các bạn tóm màu xanh này đặt thả vào đây. Đó, tóm màu xanh thả vào đây. Sau khi thả vào đây rồi thì các bạn chọn opacity, chúng ta cho lên 7%. Đấy, 7%, 70%. Bước tiếp theo các bạn có thể xoay chuyển cái vùng này, xoay chuyển cái con trỏ này để cho nó có thể, chúng ta có thể vuốt lên cái chéo này, vuốt cái chéo này nhá. Chúng ta dùng cái công cụ này, công cụ gây liền tool, chúng ta đưa nó chéo lên. Đó, rồi sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ cho màu sắc của nó, chúng ta cho màu sắc của nó một cách đẹp hơn bằng cách các bạn nhấp đôi vào đây, các bạn chọn tôi cái màu màu xanh nó ngon lên một chút. Ok, bước tiếp theo thì sau khi đã xong cái phần này rồi, xong phần này rồi nhá, thì chúng ta đưa cả một cái cụm này vào trong thì chúng ta xem. Đấy, thì nó đã được như này rồi, các bạn nhìn thấy. Rồi phần tiếp theo bây giờ chúng ta chọn phần chấp, các bạn bỏ đi
chấp là cái đường viền, các bạn bỏ đi cái phần này. Đấy, thì cái màu xanh của chúng ta sẽ hết. Đến lượt bây giờ là chúng ta sẽ plate một hình ảnh về một cái biểu tượng. Chúng ta chọn vào, nhập vào nhá. Plate giống như là import. Đấy. Các bạn có thể chọn vào trong này một cái biểu tượng nào đó. Chẳng hạn như là chúng ta chọn một cái hình ảnh, một cái tòa nhà. Rồi, tôi để lên đây. Trong này thì khi mà nó có đường chéo rồi thì có nghĩa là nó chưa được embed. Giống như nó bị link, để chúng ta nhấn vào cái nút này. Đấy, thì là cái hình ảnh của chúng ta đã được vào hẳn ở trong file. Bước tiếp theo các bạn. Các bạn chọn cái vòng tròn này đẩy lên trên chớp bằng cách các bạn giữ Ctrl và móc vuông, dấu móc vuông đóng, các bạn ấn lên. Đấy, thì nó đã lên. Và ấn xuống, đấy, xuống lên, xuống lên, lên xuống, xuống. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn chọn cái vòng tròn này cùng với bức ảnh. Các bạn chọn Object, rồi các bạn chọn Clip Mask. Đấy, Make. Và cái hình ảnh này đã được thu nhỏ. Bây giờ chúng ta sửa hình ảnh bằng cách các bạn chọn vào hình ảnh, các bạn chọn Object, các bạn chọn Edit Content, Clip Mask, Clipping Mask, chọn Edit Content. Các bạn thu nhỏ này lại để cho toàn bộ cái vùng ảnh của chúng ta được rộng ra. Rồi, chúng ta có thể kéo sang bên biểu tượng này. Sau khi mà đã được tòa nhà trung tâm, hai tòa nhà trung tâm này chúng ta để đây. Rồi, chúng ta nhấp ra ngoài. Còn cái này chúng ta sẽ chọn với cái màu đỏ. Chúng ta chọn cho tôi cái led. Đấy, để cho nó bằng nhau về chiều này. Sau đó các bạn dịch lên trung tâm. Đấy. Hai màu được lên trung, hai vòng tròn lên trung tâm rồi thì chúng ta nhóm nó lại. Ctrl G, các bạn chọn cùng vòng tròn to, các bạn lại chọn tiếp vào trung tâm và align. Đấy, chúng ta đã tạo được một cái biểu tượng như đây. Bây giờ chúng ta sẽ copy một cái biểu tượng nữa của hai cái này. Các bạn copy ra cho tôi, tạo xuống đây một cái. Chúng ta nhóm tất cả lại nhá. Rồi, chúng ta copy xuống. Rồi, chúng ta copy xuống và chúng ta cho nhỏ lại. Cho nhỏ lại. Rồi, tạo hình chúng ta cho nhỏ lại. Các bạn có thể gối lên trên này. Gối lên trên này. Rồi. Trong vòng tròn này chúng ta bỏ đi cái, chúng ta ungroup ra và object. Các bạn chọn ungroup. Đấy. Khi mà chúng ta nhóm vào thì nó là Ctrl G ungroup. Ở bên trong các bạn chỉ cần xóa đi, để lát nữa chúng ta có thể đánh cho nó một cái dòng chữ nào đó. Đến đây các bạn cho nhỏ lại một chút. Rồi sau đó các bạn nhân đôi lên cho tôi bằng cách giữ phím Alt trên bàn phím. Ta phóng to lên một chút. Đấy. Chọn hai vòng tròn này, chúng ta chọn căn giữa và căn giữa. Cái này và cái này, chúng ta cùng căn giữa và căn giữa. Với vòng tròn ngoài, các bạn tô cho tôi màu trắng bằng cách bật phim lên. Các bạn tô màu trắng. Đấy. Sau đó các bạn cho cái vòng tròn này xuống dưới bằng cách giữ Ctrl và móc vuông xuống thì chúng ta được một cái biểu tượng này. Đến đây các bạn nhóm lại, các bạn đưa xuống dưới. Đấy. Đưa xuống dưới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái biểu tượng hình tam giác nằm phía trên. Chúng ta làm biểu tượng tam giác hình phía trên, chúng ta gọi là company. Sau khi phía trên rồi, các bạn phóng to lên,
Các bạn phóng to lên. Các bạn chọn công cụ là Direct Selection. Các bạn chọn nút này và nút này. Nút này chúng ta kéo nhỏ lại được nửa tam giác. Sau nút này các bạn kéo vào đây để tạo thành một hình tam giác. Bây giờ các bạn sẽ chọn gây điền. Bạn kéo lên hình này. Đó. Với công cụ sửa của chúng ta là chúng ta cho giảm đi một chút. Chỗ này chúng ta cho xuống 30%, 20%. Chúng ta được biểu tượng này. Sau đó các bạn đánh phần chữ vào đây. Các bạn chọn T là công cụ đánh chữ. Chúng ta ghi là company. Name. Biểu tượng company name ở đây. Chúng ta đặt thẳng hàng với cái này. Sau đó các bạn thu nhỏ lại. Và chúng ta cân đối cái biểu tượng lên. Đó. Biểu tượng name ở đây. Rồi, tiếp theo các bạn chọn màu sắc giống như màu này bằng cách các bạn sử dụng công cụ bút thử. Chúng ta nhấp vào đây với bật cái phần company name vào đây. Chúng ta sẽ chọn một cái màu, chọn một cái màu thử sống đây. Đó, chúng ta chọn màu xanh. Đó. Company name ở đây các bạn chọn đậm lên cho tôi bằng cách các bạn chọn ở mã phông Merit Pro, nó sẽ không có màu đậm. Thế vậy thì chúng ta phải chuyển font. Chúng ta chọn font chữ khác. Chúng ta chọn các loại font hợp lý. Đó. Các bạn có thể chọn một cái loại font chữ. Đây, cái này thì nó hơi, ta dùng font chữ chân nó đứng nha. Đó. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái font chữ đẹp hơn. Chúng ta kéo lên xuống. Ở đây sau này các bạn muốn mà có nhiều font chữ khác nhau thì các bạn sẽ có thể là cài đặt thêm font chữ. Đó. Với cái này ở đây các bạn chọn gây liền cho tôi. Đó, các bạn tải con này ra đây một chút để cho nó sáng lên. Đó. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo hình một cái vòng tròn ở phía dưới cho nó mờ đi một chút. Các bạn tạo hình giống này, giữ ship cho tròn nhé. Các bạn chú ý, ta giữ ship cho tròn, ta đẩy nó to lên. Để to lên, sau đó các bạn chọn cho tôi cái phần này xuống. Chúng ta cho opacity nhỏ đi. Đấy. Đấy, ok chưa? Rồi, bây giờ ở phần phía dưới các bạn đối xứng với nó. Tức là chúng ta tạo thành các khối đối xứng chéo nhau. Ta cho to lên một chút để chiếm cái diện tích phía trên này. Các bạn chú ý ở đây chúng ta cho opacity bằng 17, làm trong suốt cái phần đó. Phần tiếp theo bây giờ các bạn đánh cho tôi một cái tiêu đề phía giữa này. Các bạn chọn cho tôi một cái hình hộp chữ nhật. Chúng ta để vào đây.
chúng ta chọn cho tôi một cái màu trắng. Chúng ta chọn màu trắng nhé. Chọn màu trắng nó sẽ bắt cầu nối vào vùng trắng này. Các bạn chọn nhấp vào đây, hoặc các bạn có thể chọn nút màu trắng trên đây. Đó, thì chúng ta sẽ đập cái khoảng này màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là nhập văn bản vào đây. Chúng ta nhập văn bản ở ngoài chúng ta đánh cũng được. Chúng ta ghi ăn đùa report. Report. Đó. Bước tiếp theo các bạn phóng to lên. Các bạn cho vào đây. Đó. Ăn đùa report. Rồi phía dưới chúng ta chọn một phần phía dưới nữa. Chúng ta chọn led. Draw text. Đó. Here. Sau đó các bạn chọn cho tôi, các bạn chọn cho tôi một cái font chữ tương ứng nhỏ hơn. Chúng ta có thể chọn bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này vào đây. Dòng này chúng ta cho font chữ cỡ nhỏ đi. Đó. Tất cả chỗ này các bạn để cho tôi màu đen cũng được, hoặc là chúng ta có thể chọn lại font chữ cho nó đen. Chúng ta có thể chọn lại font chữ phía trên. Ví dụ như là chúng ta chọn một cái font chữ. Đó. Đó. Phần tiếp theo các bạn let in more. Các bạn chọn cho tôi một cái vùng chữ. Chúng ta sẽ đánh là let. Chúng ta chọn căn giữa đưa vào đây với chữ của chúng ta đào nhập vào đây. Đó. Rồi phần tiếp theo chúng ta sẽ copy vùng chữ này xuống dưới này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nhập với nội dung vào đây. Chúng ta sẽ nhập nội dung là introduce. Đó. Chúng ta cho nhỏ lại vào đây. Chúng ta cho font chữ nhỏ.
Đấy. Thế thì sau khi mà các bạn đã làm xong được cái này, đấy, các bạn đã thiết kế xong một cái tờ bìa, bước tiếp theo các bạn chọn Artboard Tool. Đấy, Artboard Tool. À, các bạn có thể save as đuôi type EPS. Đấy, các bạn có thể ghi là cover one. Chúng ta đã làm xong finish xong một cái tấm bìa rất là đẹp đúng không các bạn? Đó. Đây là mẫu một cái báo cáo report để cho các bạn có thể thiết kế chỉnh sửa rất là đẹp. Đó, chúng ta có thể nhập thêm chữ vào đây bằng cách các bạn chọn text, các bạn sửa. Ok chưa? Đó, đây là một cái mẫu rất là đẹp. Các bạn có thể cho cái này nhỏ xuống một chút. Bạn cho nhỏ xuống một chút. Tôi vừa hoàn thành cách thiết kế một tờ report. Vậy các bạn sẽ học phần mềm thiết kế đồ họa ngay trên kênh của tôi. Nếu mà hay thì các bạn subscribe cho tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Phần các video sau tôi sẽ thiết kế cho các bạn rất là nhiều cái phong cách khác nhau. Đây là một phong cách. Rồi, xin thân ái chào các bạn.